Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ sáu, ngày 5 tháng 7, ngày thứ 863 cuộc chiến Ukraine. Vâng, chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Vâng, nhìn lại ghê thật quý vị ạ. Tí nữa là nó đến 900 đến nơi rồi đấy, 888 đúng không ạ? Rồi 900 các cột mốc rất quan trọng. Hy vọng là người ta không để cho cuộc chiến này nó 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 kéo dài qua con số 1000, mặc dù điều đấy nó rất là khó đúng không ạ? Bởi vì qua con số 1000 thì nó có khả năng kéo dài tới nhiều nghìn. Và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ, và không biết đã chúc chưa. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chiến sự thôi. Ngày hôm nay vẫn là một đợt tấn công bằng tên lửa Iskander lại vào vùng Pontava quý vị ạ nhưng mà lần này thì là một cái kho mà cái kho nó rất nhiều như này chúng ta sẽ xem cái video sau quý vị nhé. đấy nó rất nhiều những cái bồn dầu cỡ lớn mà phục vụ cho quân đội đấy. đấy nó phải đến hàng chục cái bồn dầu tôi không nhớ là bao nhiêu nó to lắm Đấy, và nó cháy rực rỡ cả cái khu ấy lên có thể nói là tổn thất về năng lượng của ukraine rất là lớn trong cái đợt này vậy thì những ngày qua thì nga cũng tấn công cả vùng chesaki kemenchak là cái nơi trung tâm năng lượng để mà À, đấy là tổng kho để đưa lên khu vực Poltava để là cái kho nơi sát chiến tuyến miền đông bắc và miền à, vâng trích trích phía bắc và đông bắc. Rồi nga tấn công khá nhiều vào rất nhiều và hệ thống hàng không không quân của Ukraine. Điều này cho thấy rằng là nga đang có thể nói là xử lý những cái nguồn lực liên quan tới à, vâng tới cái việc mà hậu cần cũng như là cung cấp hỏa lực cho cái tuyến phương bắc đông bắc đúng không quý vị đấy. Thì thứ nhất rằng là Nga muốn đập tan cái cuộc phản công của Ukraine nếu như Ukraine sử dụng tăng thiết giáp và không quân nhiều. Thứ hai nữa thì tất nhiên ngoài việc phá là một cái chuyện đương nhiên rồi thì cứ phá được là tốt thôi đúng không ạ? Nếu mà là kẻ địch của nhau thì tất nhiên là phá rồi. Nhưng mà cũng không loại trừ một khả năng lớn là Nga cũng muốn tấn công vào đấy rồi sau đó họ sẽ tổ chức những đợt tấn công qua biên giới. Đúng không quý vị? Đấy, và Ukraine mà không có lực lượng tăng thiết giáp và không có không quân như vậy thì rất khó để có thể đối đầu với Nga. Mà kể cả các loại pháo phiếc vân vân kéo lên kéo xuống, di chuyển ngược xuôi. Đúng không ạ? Đấy, có thể nói rằng là đây chính là những dấu hiệu mà phía Nga họ luôn làm là trước khi có đánh lớn thì họ tập trung tấn công vào các cái kho hậu cần. À, năng lượng, đấy, rồi là không sân bay bến bãi này nọ. Và điều này thì thực sự là nói có sách mách có chứng chứ nó không phải là đùa. Bởi vì phía Nga cũng đã tung ra cái mũi tấn công ở hướng phía đông bắc, tây bắc của vùng khắc cốp rồi. Đúng không ạ. Và rất có khả năng đấy sẽ trở thành một trong những cái hướng Uh, nguy hiểm nhất chứ chưa chắc đã là những cái hướng vô chan bởi vì thực ra ấy, cái hướng đấy thì nó có tính uy hiếp không chỉ vào khắc cốp mà còn cả vùng sumi nữa và bên cái mạng sườn này của khắc cốp nó rất là trọng yếu đấy chúng ta nhìn thấy từ cái hướng này xuống này và nó nằm ở một cái khu vực nó lồi lên của phía nga đúng không ạ quận zolochi nó nằm ở trong cái tầm ngắm của phía nga rồi và lần này cũng là một cái nơi duy nhất mà nếu nga tiến xuống thì zolochi sẽ bị bao vây từ ba phía Chứ nó không phải như là kiểu Lipsy. Lipsy ở đây vào thì nó rất là bó. Chỉ có lọt khe giữa cái khu vực uh, bờ sông bên này. Đấy, đúng ạ. Và cái trận địa bên này thì Nga cũng chưa khai phá. À, rõ ràng là mất đi một cái bên này thì rất khó để có thể đánh. Cho nên là chúng ta thấy Nga mở cái hướng này thì gần như nó là một cái mảnh ghép còn lại của cái chiến dịch bao vây khắc cốp của họ trên đường dài. Và trên đường ngắn thì tất nhiên rồi. Đủ thứ đau đầu cho phía Ukraine. Thì như vậy tất cả các bản đồ đều đã thừa nhận phía Nga đã đánh chiếm sonitsky kazochok và sau đó đến ngày hôm nay họ tiếp tục mở rộng các cái điểm tấn công ra các có các hướng tấn công mới Mặc dù người ta cũng không biết đó là cái hướng tấn công DRA Tức là các nhóm tấn công biệt kích trinh sát Hay là các cái nhóm tấn công của bộ binh gọi là của phía Nga Nếu nhìn vào cái thế trận hiện nay thì kể cả đó là một cái hướng tấn công trinh sát Hay là một cái hướng tấn công mang tầm cỡ 1, 2, 3, 4 gì đều có thể nói rằng là gây cho Ukraine những cơn ác mộng đúng không ạ? Thực sự bây giờ nếu mà chúng ta cứ nhìn thấy cách họ điều quân để ứng phó với lại quân Nga ở hướng phía nam thì chúng ta biết rằng họ đang ở trong một cái cơn khá hỗn loạn. Và bây giờ đặc biệt là gì? Đặc biệt là quân đưa về để cứu nhưng mà đi nửa đường thì lại có nghe đồn rằng là chạy bị cướp đấy đúng không bị cướp trại xong rồi đi lên về quay về để mà gọi là giải vây cho cướp trại thì cái khu vực phía kia lại bị tiếp tục đánh úp cho nên bây giờ ukraine đang bị những cái nơi như thế này đang bị nơi uleda này krasnoripka này uleda này nhưng đặc biệt là krasnoripka làm nơi trọng yếu mà họ không có những cái cánh quân khủng để giữ à, adipka mà chúng ta thấy là sụp đổ hàng loạt không thể nào cưỡng lại được đặc biệt là Torex đúng không ạ, sụp đổ rất sâu. Và Sivex cũng có nguy cơ, Liman nguy cơ và Kupian nguy cơ. Và thậm chí ở hướng Uleda bên này và chính thành Uleda cũng có khả năng bị nguy cơ và cũng không loại bỏ cả Zaporizhia lẫn Kherson khi mà Nga cũng dọn dẹp bờ sông thời gian vừa qua. Cho nên là phía Ukraine họ nói một cái vấn đề nó nó cực kỳ khó chịu. Đấy là họ không biết phải làm gì. Bởi vì là tất cả các nơi đều cần bịt đây chúng ta thấy tưởng tượng là người ta sẽ phải đến để người ta bịt một cái lỗ hổng để cho nước nó tràn vào. Thế nhưng mà đấy là trường hợp mà người ta chỉ có một cái lỗ hổng thôi. Thế còn bây giờ ấy, thì nó đến có cả chục lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau đấy và cứ bịt chỗ này thì nó bung ra chỗ kia. Mà chúng ta biết là bịt là bịt từ phía bên trong, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là chỉ có tạm thời và dùng sức để bịt thôi và trước sau gì là nước nó vào nó công phá thì cũng không thể đỡ nổi luôn luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái chuyên gia quân sự người nga họ nhận định như thế này là tình huống của Ukraine đang càng ngày càng tồi tệ hơn. Quân Ukraine đã tuyên bố việc họ đã phải rút lui nhiều vùng ở Torek, Donetsk, à, uh, Bakhmut và đã có sự luân chuyển để mà đến cứu chiến trường Torek từ hướng phía Bắc. Thế nhưng những sự đột phá của quân đội Nga ở hướng Torek này đã diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh cho Kiev. Và bây giờ tình huống của quân đội Ukraine ở hướng này đang tồi tệ hơn mỗi ngày trông thấy Uh, theo vị uh, chuyên gia quân sự này thì dường như ở cái hướng Torek Ukraine không còn cách nào, phương thức nào để có thể chặn đứng quân Nga Không có đủ nguồn lực và cũng không có đủ phương tiện Bây giờ thì ở hướng đó chiều sâu Nga cứ tiến quân 2km mỗi ngày Và đặc biệt vào cái thời điểm nó quá nhạy cảm như thế này dẫn tới việc là bây giờ các cánh quân ở phương Bắc cũng không kịp mà rút về để phòng ngự mà nếu rút về thì Nga sẽ tổ chức tấn công mà phòng ngự chỗ đấy thì chỗ khác Nga lại tổ chức tấn công. Điều quan trọng đối với lại chiến trường này nằm ở phía Nga. Thì trong những ngày sắp tới là những chỉ huy của phía Nga có thể À, cung ứng một nguồn lực dự trữ à, gọi là liên miên hay không Nếu như mà họ chuẩn bị một cách đầy đủ và không bị gián đoạn Thì rất có khả năng tình huống còn tồi tệ hơn nữa rất nhiều Quay trở lại khu vực phương Bắc thì chúng ta thấy một điểm rằng là Nhìn vào thế trận như vậy thì có thể có thấy nhiều cái lý do để Nga tổ chức cái mũi này về mặt logic thì nó rất là hợp với lại thời thế đúng không ạ do dù là cái tức là cái 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 cách đưa ra lá bài của nga thì nó phục vụ cho nhiều cách để họ có thể chốt hạ cái trận đấu ở khu vực này có nghĩa rằng là làm điều gì thì cái chỗ này nó đều có cái hướng là gây cho ukraine rất nhiều những đau đầu trong đó có cả việc tổn thất À, trong đó có việc là giàn mỏng lực lượng trong đó có việc đánh chiếm những cái thị trấn làng mạc và thậm chí có thể đánh chiếm cả những cái thành lớn bao vây thành lớn và kéo dài mặt trận ra hàng thêm hàng trăm km nữa thế nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn thấy một cái điểm này là một cái điểm nó chỉ mang tính chất cấp 1 thôi có nghĩa rằng là nga chỉ đơn giản đánh vào đấy để mở thêm một cái mặt trận khác đúng không ạ thì chúng ta sẽ thấy rằng là À, trên chiến trường toàn bộ vùng biên giới nếu như mà chiếu theo cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nga cũng rất có khả năng mở mặt trận của họ ở cái làng hôm trước đã chiếm uh, ở khu vực phía tây bắc của Sumy và cũng rất có khả năng là họ cũng mở cả mặt trận ở hai cái làng vừa mới chiếm cách đây hai ba ngày đúng không ạ trong cũng hướng chính ở Sumy và cũng rất có khả năng chúng ta sẽ thấy ở đâu đó những cái nơi như thế này đấy những cái nơi nào đó mà chúng ta thấy có cái sự tương quan lẫn nhau và kể cả những nơi giữa như thế này thì cũng khiến cho Ukraine rất mệt mỏi. đấy Hướng bên này thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là nó không đơn giản chỉ cái khu vực đó nếu mà Nga đánh thêm. Còn ở đây chúng ta cũng chưa đi tới quyết định là Nga sẽ đánh thêm hay không quý vị nhé. À, nhưng mà tôi cũng vẫn rất tin là Nga sẽ định làm gì ở đó, ở cái hướng phía đông của Kharkov. Bởi vì kể cả Ukraine bây giờ họ cũng biết một điều rằng là cái chiến trường trong thời gian tới, cấp chiến lược ấy, nó sẽ liên quan tới cái mảng phía đông của khắc cốp ở một cái chiến dịch lớn của phía Nga. Như vậy thì ở những cái chính này Nga chưa có xuất kích bởi vì họ đang chờ một cái thời điểm nào đó. Nó rất phù hợp về các cái chiến dịch đồng thời là nó phải nối liền cái mặt trận ở khu vực này đúng không ạ? Và nối liền như thế này thì dàn mỏng lực lượng Ukraine và quây trận địa Ukraine ở trong một cái lòng chảo mà có thể nói rằng là rất lợi thế cho phía Nga để mà có thể vùi dập tiêu hao đánh chiếm gọi là tơi bời khói lửa vốn là sở trường của phía nga ở nơi đâu có lòng chảo như này thì chúng ta đều thấy phía nga có một cái sức ép rất lớn đối với ukraine và gây lên những tổn thất rất lớn đúng không ạ thế thì nơi này càng là một cái nơi có thể diễn ra những cái điều như vậy như vậy thì với những diễn biến của khu vực chiến trường mới biên giới này, chúng ta chưa đến một cái kết luận. Nhưng mà cho dù là phía Nga có thể làm thi nhào sang nữa thì thời điểm này họ cũng có thể nên để mở các cái điểm gọi là nổi lửa ở khắp các nơi biên giới, thậm chí lên cả tỉnh Chekhini và đặc biệt là hướng phía đông của vùng khắc cốp. Nếu nhìn vào cái việc mà Torex nó đang sụp đổ như thế này thì rõ ràng là Nga cứ mở ra ở bất kỳ một chiến trường nào trừ khi họ không có nguồn lực sẽ khiến cho Ukraine thực sự rơi vào trạng thái là thất điên bắt đảo. Nếu mà chúng ta có để ý về cái Torek này thì chỉ trong vòng một tuần Nga đã có thể đánh chiếm tới một cái, cái, cái riêng một cái chiến trường đấy bằng cả tất cả những cái chiến trường khác cộng lại chưa chắc đã bằng đúng không ạ? Và tiến quân rất nhanh, rất thuận lợi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng khả năng là Nga nếu mở chiến trường thì họ cũng sẽ mở từ hướng Sumy xuống khu vực này. Bởi vì nếu mà có ở phía trên thì sẽ có một vài những cái vụ đánh vào biên giới để thăm dò đánh chiếm giống như hai cái cái tỉnh này. Nhưng mà hướng này thì chúng ta chưa thấy ở khu vực Chechnya. Còn bây giờ thì không biết rằng là họ đang làm gì ở biên giới. Đấy, xuất hiện một phát là nó ăn ngay như này rồi để chúng ta cũng không biết rằng là thực sự thì Nga đang làm gì. Quay trở lại chiến trường khắc cốp, một ngày nữa trôi qua, thế chủ động dường như đang tuột dần khỏi bàn tay của Ukraine. Khi mà họ tiếp tục đưa những đợt quân phản công vào hướng Lipsi, nhưng mà trong 24 giờ qua thì cũng không tạo lên bất kỳ một cái thay đổi nào đáng kể. Đấy. À, sáng ngày hôm qua thì họ đã dừng lại, đúng không ạ? Nhưng bắt đầu chiều hôm qua là các đợt tấn công nhắm thẳng vào cái con đường chạy thẳng vào Hibeke. Thế nhưng mà chúng ta nhìn trên video những cái bom FSB của nga ném quá nhiều vào khu vực trung tâm và cái khu vực đóng quân phía bắc có thể đã làm cho ukraine bị tổn thương cái kế hoạch tấn công của họ nó không được trọn vẹn đúng không ạ chúng ta cũng biết rằng người nga thì uh, trong cái thời uh, đánh nhau với lại đức uh, sở trường của họ là luôn theo quan sát trận địa để mà vùi dập trận địa tấn công của quân đức cho nên là mỗi lần quân đức định tấn công thì nga dùng trận địa pháo gọi là đập nát trận địa cho nên sau khi mà hết trận địa pháo xong thì quân đức nói chung là nếu không bị tổn thất hai ba phần thì cũng một phần dẫn tới là thậm chí còn nặng hơn thế nhưng mà dẫn tới cái việc là họ phải từ bỏ hoặc là tấn công nó không còn được một sự kết dính nữa Bây giờ thì với cái sự trinh sát từ trên cao của phía Nga ở tất cả các cái vùng như này thì rõ ràng là phía Nga sẽ nắm được cái chủ động của phía Ukraine trong nỗ lực tấn công. Và pháo bây giờ thì nó cũng xa hơn. Và nó không chỉ có pháo, nó có đầy đủ mà đặc biệt là các loại bom của phía Nga, đúng không ạ? UAV nữa. Ba cái thứ đấy là ba cái thứ mà nó cực kỳ khắc tinh với lại những cái đội quân tấn công. Mà những cái đội quân bộ binh hoặc là khinh binh mà lọt được vào trong thì chắc chắn là vào cái khu vực đô thị này của phía Nga thì họ cũng dựa vào thế sông núi đô thị cao điểm để mà họ bắn cho tan tành. À, đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng phía Nga họ đã từ bỏ những vị trí bên ngoài đúng không? để rút vào trong để tạo một cái thế trận lòng chảo cho Ukraine rút vào trong. À, bây giờ thì chúng ta thấy rằng là không ai đi tấn công vào một cái nơi mà nó cạnh bờ sông như này thì nó rất là khó. Đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy Ukraine giải quyết, tập trung giải quyết cái mỏm này, đúng không ạ? Mặc dù là nó thực sự nó lên cao điểm thật, Thế nhưng mà muốn đánh qua thì vẫn phải đánh cái này thôi. Và nếu không đánh được ở đấy thì phải đánh ở đâu đó gần đó để khoét bằng từ nhiều hướng vào khu vực đó. Nhưng đến bây giờ thì Ukraina vẫn chưa tập trung mà họ chỉ có tập trung nhắm thẳng vào cái khu vực đô thị thôi. Đấy là lý do mà đến bây giờ có thể nói là cái các cuộc phản công liên biên của họ đã thất bại. Như vậy ở đây chúng ta thấy một cái bài học về cái cách hành quân của phía Nga đúng không ạ? Đánh chiếm cái làng này thì không phải là đầu tiên mà Nga đã nhanh chóng tiến ở cái mũi thẳng xuống để họ chiếm được cái cao điểm này. đấy Hai cái làng này thời điểm đó nó còn vùng xám, sau đó thì nga mới từ cao điểm này họ mới giải quyết nốt cả hai làng. Cho nên thấy rằng là phía nga đang đã rất uh, coi trọng cái 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 điểm đầu cầu ở trên cái cao điểm của họ và vì cái này cho nên là ukraine đến giờ họ vẫn chưa phản công một cách thành công. Sang bên cánh phải thì chúng ta không nhận thêm được thông tin nào liên quan tới ba mũi tích cực của các bên. Statista à, uh, Ukraine tiến quân lên không có gì Nga tiến quân sang bên này cũng không có gì Không có gì có nghĩa là chúng ta không biết Còn thực tế thì không biết là nó có gì hay không Chúng ta chỉ thấy rằng phía Nga đang sử dụng UAV của tấn công thẳng vào làng Vika Đấy, một cái làng mà nó nằm giữa hai cái cung đường duy nhất Hậu cần cho Ukraine đấy Cho nên là nếu mà Nga mà chiếm được cái làng này Thì chắc chắn là Ukraine sẽ bị cô lập hoàn toàn ở cánh phía đông bắc Và với việc là Nga triển khai quân qua sông bên này thì một là họ tiến thẳng cái làng này là thật đúng không ạ không thì họ mang cái tính chất đe dọa thì cũng là một cái nó cực kỳ quan trọng nếu mà ukraine bị nga tấn công qua đây nhằm vào khu vực này rõ ràng là họ sẽ phải kéo toàn bộ các cái lực lượng ở các khu vực đang dồn quân để tấn công sang bên bờ sông đúng không ạ để phòng thủ bằng được ở đây bằng được ở đây đấy và như vậy là phía nga sẽ sử dụng cái kế gọi là không đánh đúng không ạ mà giải vây được thành vô tràn gọi là vây ngụy cứu triệu Thế còn ở trên chính Vô Trang thì chúng ta thấy một điểm rằng là phía Ukraine đã nỗ lực vượt qua sông ở các khu vực này. Nhưng liên tục chúng ta thấy những quả bom của phía Nga đang cắt dần những cái nguồn lực của Ukraine. Không cho vượt qua sông một cách trọn vẹn cái đầy đủ nguồn lực cho nên là họ cũng chưa tụ tập được đủ một cái lượng đủ lớn để có thể phản công có ý nghĩa. Những nỗ lực của Ukraine trong tuần đầu tuần và đến ngày tối ngày hôm qua đây cũng không thành công. Rồi không có thông tin gì về việc phản công của Canada trong những tòa nhà cao tầng nữa. Còn ngược lại thì chúng ta thấy là những cái UAV và pháo của Nga đang tạo ra một cái lợi thế tuyệt đối ở trong cái lòng bờ sông. Và đến đây thì uh, thêm một ngày nữa Ukraine không lấy lại được cái thế thủ động. Còn phía Nga thì tôi cảm giác, quý vị ạ, mình có một cái giác quan thứ bảy là mặc dù nó không có dấu hiệu gì, nó quá rõ. Nhưng có vẻ như là Nga đang giành thế chủ động và lại đang dục dịch tấn công trở lại. Đấy, sau khi mà họ cảm giác rằng Ukraine đang đánh mất đi cái đà thì cũng giống như các nơi khác thôi là sau khi Ukraine mất đà thì Nga có khả năng sẽ tấn công. Tất nhiên thì cái cánh bên này thì Nga cũng sẽ chỉ tấn công đến từ điểm này thôi chứ chắc là họ không thể chọc thẳng được vào khắc cốp. Nhưng mà từ cái khu vực lòng chảo ở giữa đang còn trống này tới các khu vực bên tay À, phải của hướng vô Tran cũng như hướng chính vô Tran thì cũng không biết đâu mà lần. Nếu mà Nga tấn công thì rất có khả năng họ sẽ nhắm thẳng đến làng Viki, đúng không ạ? Chứ họ sẽ không vượt qua bờ sông tại thời điểm này. Hoặc là đánh chiếm những khu vực thung lũng này. Đánh chiếm các cái khu vực phía bên phải mà hôm trước chúng ta đã thấy rằng họ đã đánh chiếm rồi. Với một chiến trường như thế này thì Nga sẽ có nhu cầu để kéo giãn trận địa của Ukraine ra và gọi là lôi kéo một sự tập trung đông đảo quân Ukraine vào đây để họ thực hiện những cái kế hoạch trong mơ mà đang diễn ra quá bất ngờ. Không ai nghĩ rằng là Nga có thể đánh New York vào tại thời điểm này, đúng không ạ? Nhưng bây giờ họ đánh tới nơi rồi. Vâng, có khi là ông Zelensky gọi điện cho ông Biden bảo anh ơi, Nga nó đánh tới New York rồi. Đấy, cho nên là anh xem thế nào, thội nghị thượng đỉnh, anh quyết cho em. Thì ông Joe Biden bảo là tao đang ở Washington ngay cạnh New York đây. Sao bây giờ mới nói? Làm sao sơ tán kịp? Và bây giờ tôi nghiên cứu ra cái 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 mục đích của Nga đánh vào New York quý vị ạ. Thực ra cái thành đấy thì nó rất là quan trọng đối với Ukraine. Thế nhưng mà hội nghị thượng đỉnh nó diễn ra ở Washington quý vị ạ. Đấy, ở Mỹ. Cho nên là Nga đã rất là chơi khăm khi mà đánh thẳng vào cái thành phố mang tên là New York. Một cái bang lớn nhất về kinh tế của nước Mỹ là biểu tượng kinh tế của nước Mỹ đấy đúng không ạ phố quân phố giếc này nọ đủ thư luôn vâng và ở chiến trường này chúng ta sẽ đến với tổn thất của hai của phía Ukraine à, ở vùng này 225 vâng lại một ngày nữa đi đếm số <laughs> 225 khá là thấp so với lại mặt bằng chung nhưng mà đã tăng so với ngày hôm qua 180 đúng không ạ vâng Cupian kỷ lục mọi thời đại 600 Upian quá dã man đúng không ạ này đừng còn đánh đấm cái gì nữa này thì cứ đánh kiểu như thế này thôi là đủ chết rồi à, bác mút soleda torex ba sáu trăm ba mươi vẫn lên cao đấy chứ không phải đùa đâu rồi bắt đầu adipka bốn trăm chín mươi vâng mà quý vị thông cảm tí nha đến chỗ này Uleda 140 và Khe Son cũng lần đầu tiên lên cao 140 Vâng tổng cộng là 2225 Thôi nhưng mà chúng ta trừ đi 2, 3 đi cho nó thành 2222 4 số 2 <laughs> Vâng tổn thất đã dâng rất cao so với 1.700 bao nhiêu ngày hôm qua đúng không ạ Trong đó chúng ta thấy này Kupian Liman kỷ lục luôn này à, Vùng Donetsk vẫn rất cao đúng không ạ 630 cơ bản thì chúng ta thấy là uh, ở ra thì nó bớt đi nhưng mà ở chỗ Torex thì nó lại tăng cường lên đúng không ạ? Còn uh, và chỗ này thì cho thấy rằng là giao tranh đang diễn ra có thể rất ác liệt ở cái cánh Cibec đúng không ạ? còn Adipka thì đương nhiên rồi những ngày gần đây giao tranh quá dữ dội. Uh, vâng chỉ có một cái này thì bằng nhau giống như mọi ngày còn cái này thì nó cao gấp 3 lần so với hàng ngày ba hoặc là hai lần so với hàng ngày. Điều này thì nó cũng rất là tương thích với những gì chúng ta thấy là số lượng bom bỏ ở cái khu vực bờ sông Kherson ở phía Ukraine trong thời gian qua lên rất cao đúng không ạ? Và như vậy là bây giờ tôi cũng không nhớ là kỷ lục lần cuối của phía Ukraine là bao nhiêu nữa. À, hình như là 228 mấy đúng không ạ? À, bây giờ chỉ còn 222 cũng gần lên rồi vâng tất nhiên một lần nữa đây là thông số của bộ quốc phòng nga quý vị nhé thì mỗi người chúng ta có một cái cảm nhận khác nhau à, trong 24 giờ vừa qua phía nga tiếp tục tấn công vào 128 trận địa à, vâng trận địa chiến thuật đóng quân à, tập kết trang thiết bị vũ khí nguồn lực hậu cần của ukraine bắn hạ 37 máy bay à, không người lái một à, mix 29. Vâng. Và. và những thiệt hại chưa được xác định ở các khu vực sân bay, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, các kho xăng dầu cỡ lớn, các nhà máy sản xuất UAV và kho chứa UAV, vân vân. Vâng, nhìn chung là ngày hôm qua thì có một cái sự rất là dồn dập liên quan tới các vụ tấn công chiến thuật của phía Nga. À, kết thúc, đúng không biết hôm nay họ có tiếp tục tấn công sân bay không nhưng mà hôm nay thì vào các kho dầu rồi. Thì cho thấy rằng kết thúc cái chuỗi những ngày đau khổ của lực lượng phòng không không quân Ukraine. Với hơn 2 ngày mà mất đến 10 máy bay, đúng không ạ? Và mặt trận 600 của chúng ta đây, à, cuối cùng nó đã trở thành một cái mặt trận mà gây cái tổn thất kinh khủng cho phía Ukraine. À, và thậm chí là nó chuẩn bị vượt qua cái mặt trận ở vùng Donetsk rồi ở nơi này thì chúng tôi chỉ nhận được mỗi một cái tọa độ của phía nga tiến công đó là họ đã tiến một cái bước rất xa từ đâu đó để vượt vào tận khu vực đô thị của pichane đây quý vị có thể thấy một cái vâng đây bờ sông pichane đây và nếu như theo cái tài khoản đó thì nga đã đánh đâu đó đến tận trung tâm đúng không ạ Đấy, tuy nhiên thì uh, chưa thấy cái tài khoản nào khác nói như cái này. Mặc dù thì cái tài khoản nó nói thường là sớm nhất trong tất cả tài khoản thì chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà dần gần đây thì tài khoản này nói rất là chính xác. Đấy, nó nói là đến đây này, đến trung tâm này luôn này. Đấy. Vâng, hãy để xem là cái mũi này như thế nào. Và đây là một cái mũi mà nếu nó thực sự ấy, thì có thể nói là cánh quân của cái này ở đây nguy cấp thực sự luôn. Bởi vì là Ukraine chỉ còn giữ vào các pháo đài xung quanh Pichane để bảo vệ được hướng Tabayka đến Berestov đến Stemakivka. Thế nhưng mà nếu như để Nga xuyên thủng một cái như thế này thì có nghĩa rằng là có khả năng toàn bộ cái mắt xích phòng thủ của Ukraine đây sẽ bị chọc thủng và sẽ tan rã rất nhanh nếu như mà chúng ta nhìn thấy phía Nga họ đã chiếm ở phía Bắc. Đúng không ạ, phía Nam cũng đã hòm hòm rồi. Đấy, chúng ta thấy chuỗi phòng thủ còn như thế này. Bây giờ Nga chọc vào đúng cái nơi cao điểm nhất. Nếu mà họ chọc xuyên qua cái này thì họ cũng không cần phải đánh lên trên nữa mà họ sẽ nở hoa. Đúng không ạ? Rồi họ chọc thẳng vào trong hướng phía xa xa kia phía Ukraine thì chắc chắn là Ukraine sẽ phải bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là mặt trận này thì Nga cũng không có gì phải rộng vội cho nên là chắc chắn họ sẽ có những cái đợt tấn công từ những điểm mà phá vỡ mắt xích để tấn công xuống làm sụp đổ trận địa của Ukraine theo dây chuyền trong khi đấy thì với nguồn lực khổng lồ ở đây nga có thể vẫn tiếp tục duy trì mũi tấn công thẳng về hướng Senkovka, đúng không ạ một cái hướng rất quan trọng uh, là trung tâm hậu cần ở hai bên bờ sông Osko. ở hướng phía dưới thì giao uh, trung tâm của giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh makivka phía nga đã vượt qua được khu vực ngã tư quan trọng nhất của hai đường quốc lộ rồi họ tiến sâu đẩy lui ukraine về phía tây rồi cánh hướng bắc thì có vẻ như đã tiếp cận với bờ sông chuẩn bị uh, những công tác vượt sông hay như thế nào đó còn cánh tít phía trên thì chúng ta cũng thấy rằng uav của phía nga đang uh, tấn công vào cái trận địa trong rừng này của cái nào đây có khả năng là họ sẽ có những hoạt động ở cánh phía rừng này sau khi mà chúng ta chứng kiến hỏa lực của họ tấn công để ác liệt Đấy, để mà tấn công xuống cắt cái con đường duy nhất ở phía bắc và luôn uh, chạy đánh dọc theo bờ sông đúng không ạ để có thể gọi là bóc vỏ chuối cái thành Mariupol từ hai phía và bước tiến thì uh, thực sự cái thành này nó không phải là quá lớn thế nhưng mà cái khu vực này là một khu vực mà nó rất trọng yếu đối với Ukraine và từ lâu nga không tiến sâu vào đến thế được bây giờ có vẻ như họ đã chuẩn bị tạo được một cái bước đột phá để mà mình gọi là gì trẻ đôi đúng không ạ chẻ đôi và tách cái thị trấn mà này ra. Đấy, thì rất có khả năng mà Kim Ca lần này sẽ khó qua khỏi cái số phận của mình trong cái nỗ lực tấn công của phía Nga lần này. À, nhất là họ đang quan sát Ukraine, thứ nhất là họ đang đánh giáp ở phía Pichane, Stema Kipka. Còn Ukraine thì đang có những nỗ lực đưa quân vào đây để đánh ở Kremina, cho nên là Nga đã nhanh chóng tấn công ở vùng Neske chiếm liên miên rồi sau đó đánh vào Makivka. Nhìn chung là về chiến thuật chúng ta thấy là phía Nga đã thể hiện một cái cái tính chộp giật đúng không ạ? Và tính mình gọi là tiện tay dắt dê, có chủ đích rất là cao. Đấy à, chúng ta quan sát phía Ukraine đang dồn vào đây này. Dồn vào đây thì Azov dồn vào đây thì có nghĩa là cái lực lượng Azov ở hướng này nó sẽ mỏng đi. Đấy à, cho nên là phía Nga đã tấn công ở cái khu vực này. Vâng, còn một cái khu vực Vichane nữa ở phía trên thì chúng ta cần phải xác định xem không lẽ là Nga đã vượt qua khu vực đến đây. Vâng thôi, cái thông tin này hơi hơi ngáo đúng không ạ, chúng ta sẽ cần xác nhận sau. Còn hướng phía dưới này thì cũng như chúng ta đã dự định phía Nga sau khi giải quyết được Spine, rostov Ripka thì họ chỉ còn những hoạt động cải tạo trận địa và cái củng cố những cái bàn đạp của họ để chuẩn bị những nỗ lực tấn công, tôi nghĩ rằng đợt này sẽ trên quy mô lớn hơn khi mà Biholodivka gần những khu vực siberian Lysychansk đã có một cái lực lượng hậu cần rất khổng lồ à, bây giờ thì họ cũng đã đánh veromamianska này à, vimka spine -Raslodivka. và bây giờ họ đang ngưng toàn bộ cái hướng này trong vòng tuần này thì như vậy là có khả năng với việc mà nga đã giải quyết được ở đây và ở đây tiến được tốt như này thì chúng ta sẽ thấy tuần sau nga sẽ bắt đầu tổ chức đợt tấn công lớn ở cái hướng chết người này đối với lại sivec đúng không ạ và tất nhiên là cái hướng phía dưới của họ cũng sẽ cùng tiến quân vào cái thời điểm tuần sau có nghĩa rằng tuần sau chúng ta sẽ chứng kiến một cái sự tăng nhiệt uh, trên một cái diện tích rộng hơn um, trong cái khu vực uh, chiến trường Sybách si nhất là bây giờ Ukraine thì cũng đang dồn quân vào hướng Kremena như tôi nói với quý vị ấy, thì chắc chắn rằng với cái cách làm của nga họ sẽ tấn công ở khu vực lân cận và trong vùng lân cận đấy thì có cái vùng nó rất đáng để tấn công đó là cái vùng Sivach. Còn lại cái hướng oryková sylivka và hướng Zalina-Mianska thì có bước tấn công của Nga về Oryková-Sylivka không thấy phía Nga báo cáo nhưng mà có một cái thông tin của phía Ukraine nói rằng là tình huống ở đây cũng bắt đầu tồi tệ hơn. Thì như vậy là với việc Nga đánh nhưng mà không nói thì chúng ta cũng có rất có khả năng là họ cũng đang có một cái sức ép ác liệt nào đó từ Hirorivka tới Vasilolitsivka. Và nếu mà Nga đánh ở đây mà cải thiện được vị trí thì thực sự đây sẽ là một cơn ác mộng đối với Ukraine. Nếu như mà họ chỉ cần vượt qua được một cái tuyến nào đó ban đầu còn nếu mà nó có bế tắc thì họ sẽ lại tìm cái cách khác và họ sẽ sử dụng hỏa lực hay như thế nào đó còn nếu mà nó đột phá qua được thì chắc chắn là đây là một cái tuyến có thể nói rằng là sẽ trở thành cơn ác mộng à, đặc biệt là nếu mà nga tiến được cái ngã tư bờ kênh này ở đây thì thôi coi như có thể nói xong phim ukraine sẽ phải rút toàn quân à, không còn nghĩ chuyện tấn công ngân kiếp gì nữa phải bảo vệ bằng được ở hướng solovian Cha Gia sau khi Nga đánh chiếm liên miên và đã giải quyết toàn bộ khu vực bên phần tiểu kênh thì họ đã im ra trong vòng 24 giờ và với những hành động im như vậy của phía Nga thì họ đang làm những công tác chuẩn bị hậu cần để tới hướng khu vực này để chuẩn bị đánh về Hidrolipka, Kalipka và khu vực phía dưới của Ivaniska. Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Khu vực này không thể nào không đánh, không gây sức ép được. Người ta luôn nói là dí vào sườn, đúng không ạ? dí vào sườn rồi là đập vào lưng và và đánh vào đầu đạp vào bụng vân vân và còn ở khu vực uh, chiến trường vùng này chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến những sự uh, sụp đổ trận địa của phía Ukraine uh, liên tiếp những ngày vừa qua và ngày hôm nay cũng không phải một ngoại lệ tuy rằng là ngày hôm nay thì nó không có quá dữ dội thế nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy nó rất là nguy hiểm Vâng, trên bản đồ này chúng ta cùng nhìn vào đây xem nào đây là một bước tiến của phía nga thêm nữa dí thẳng vào trung tâm của vùng kiev à, thông báo như sau ở hướng new york quân nga đã vào khu vực ngọn đồi à, ở làng petroskaya à, đây chính là một trong những khu vực trọng yếu của thành phố new york và đã có hai tòa nhà cao tầng đầu tiên đã rơi vào tay quân nga Bước tiến của quân Nga là khoảng độ 1,5 km và chiều rộng 500 m. Đấy. Như vậy thì chúng ta quay trở lại nhìn xem là họ đã làm được cái gì nào. Rất xa đấy quý vị ạ. Đây, thử vẽ đây nha quý vị nhé. Đây, như thế này. Và chính xác là như thế này. Bây giờ chúng ta cùng zoom mà xem là nó là cái gì mà hai tòa nhà cao tầng. Đây rồi, hai tòa nhà cao tầng đây rồi vâng và, và hai tòa nhà cao tầng và cái khu vực này nó trên cao điểm à, và nó là một cái nơi mà pháo đài quan trọng uh, của phía new york đây là trung tâm new york này ở đây chính là cái khu vực hướng tây nam đúng không ạ và là cao điểm như vậy thì phía nga đã hình thành thế gọng kìm để bao vây về hướng phía tây Và như vậy thì uh, bây giờ họ tiến tới đây còn chúng ta sẽ tưởng tượng rằng là họ sẽ mở rộng trận địa để cố gắng chiếm được cái pháo đài uh, phía tây này để hình thành những cái mũi bao vây đúng không ạ và với việc đánh chiếm như này thì chưa chắc nga đã phải mở cái hướng của họ để tấn công bằng được qua cái khu vực này mặc dù là mũi tấn công này của nga như thế này thì nó cũng khá là nguy hiểm nếu mà bị trận địa ukraine tập kích vào sườn Đấy, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ có những cái hoạt động nào đó để mà củng cố cái tuyến sườn của họ ở đây và không khéo thì họ cũng kết hợp với lại cánh bên này để bao vây các cái bốn uh, uh, cái làng liên miên bảo vệ phía cánh trái của new york vâng rất có khả năng nếu mà nga tiến được vào khu vực uh, trung tâm này với thế trận ukraine đang ở thế rút lui và thế thủ thì cũng không biết được đúng không ạ là họ sẽ không cần một cái uh, gọng kìm khổng lồ uh, to đùng ở bên hướng cánh trái nữa mà chỉ cần một cái khu đô thị này có thể nói là đã đủ nhìn trong cuộc chiến này thì tôi thấy rằng phía nga họ rất là cơ hội đúng không ạ họ cơ hội và họ nắm được thế trận và chủ động cho nên là với cái việc mà đánh ở đây được ấy, mà thấy thế trận Ukraine nó cũng không thể nào có khả năng gây hiển được cho phía Nga nữa thì có khả năng kết thúc trận đấu, thậm chí là tôi nghĩ rằng là phía Nga còn uh, sẽ xung kích thẳng vào New York trong thời điểm thượng đỉnh NATO. Bởi vì cái thành này nó có rất nhiều duyên nợ với người Mỹ, đúng không quý vị. Đấy, nó là một cái biểu tượng sức mạnh kinh tế của tư bản và của người Mỹ. Đấy, cho nên nếu như mà Nga mà đánh cái thành này vây hãm nó dưới thời dưới thời thượng đỉnh NATO thì chắc chắn là một cái thông tin không hay ho gì. Và với cái trí nhớ của ông Joe Biden có khi ông đang họp, ông lại bảo là chúng ta họp nhanh nên Nga đánh tới New York đến nơi rồi. Nhanh còn tìm cách sơ tán xuống hầm, và tất nhiên là cũng không đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà như chúng ta đã phân tích ấy thì Nga chọn cái khu vực này nó rất là nguy hiểm Ukraine bởi vì ấy À, tất cả các nơi đều là khu vực hậu cần cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Ừ, những con đường quốc lộ này, những con đường à, nhựa chạy từ các con đường quốc lộ lên này, khu vực à, trung tâm của thành phố siêu to khổng lồ Hoříčka này, đúng không ạ? Đấy, rồi là trận điệu của phía nga thì nó đã vươn ra sát với New York. Thực ra thì từ đây, từ cái mép đô thị này đến New York thì nó có cách bao nhiêu đâu? Mà nếu như giới tuyến thì nó chỉ còn cách đâu có vài trăm mét thôi, đúng không ạ? Và như thế này chúng ta thấy rằng Nga đánh tới bên này rồi Bên này họ đánh tới đây rồi Thì tất nhiên là mũi tiếp theo của họ sẽ nằm ở đây là cái chắc Không còn gì để nghi ngờ nữa Điều quan trọng là Nga có vượt qua được cái khu vực này của Ukraine Để mà hình thành một cái mũi ở đây nữa không Thì lúc bấy giờ khéo Nga lại còn đưa ra mục tiêu là đánh chiếm New York Trong vòng 1-2 tháng gì đấy đúng không ạ và diễn biến có thể nói là rất thú vị, rất bất ngờ và đẩy Ukraine vào một cái trạng thái rất là tuyệt vọng ở đây. Tiếp theo thì chúng ta có mũi tấn công tiếp theo của phía nga ở hướng phía bên tay này. Hôm qua thì chúng ta đã nhận được những thông tin về việc là họ đã tiến lên, đúng không ạ? Đánh vào khu vực cũng ở đây và pháo đài. Nhưng sau đó thì uh, lính ukraine đã phát hiện ra là cái video đấy của ông Sisly nó làm video không biết là ông nhầm lẫn vô tình hay có ý đấy. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta biết rằng nga chưa vào đây uh, mà chỉ ở cái khu vực bên ngoài thôi. Còn đến ngày hôm nay thì họ đã nối trận địa từ bên này sang đây và hết cả các khu vực dãy nhà đầu tiên từ bên phía bên cánh trên 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 trên, trên phía tây đông bắc ấy. Đấy, nối liền với lại cái mũi này. Thì cái mũi này nó cũng là một mũi mà logic thôi đúng không ạ? Chúng ta nhắm mắt và chúng ta cũng có thể phân tích được là Nga sẽ giải quyết cái này và với cái thế trận họ nối như thế này họ sẽ dừng dần lên nó như ở dưới Krasnodipka đấy quý vị ạ. Đấy, sẽ như thế này rồi sau đó đột phá thẳng vào hướng này đúng không ạ rồi nó dâng cao gọng kìm ép hẳn vào thành lớn rồi ở đây bắt đầu là cũng xung kích thẳng vào để tạo gọng kìm như vậy là sẽ toang cái hệ thống phòng thủ ukraine và nga sẽ làm rất nhanh bây giờ nó có những cái vấn đề đối với ukraine là một là lữ đoàn của họ kịp đến nơi này và kịp dàn trận có đủ nguồn cung để có thể chặn được phía nga thì lúc bây giờ nga sẽ đánh chơi chơi lòng vòng và dây dưa đúng không ạ mà cũng là rất khó bởi vì là họ đánh rất nhiều nơi rất rộng lớn quý vị nhìn này đây là những cái tòa nhà cao tầng như thế này mà nó trải dài mà nó cũng chỉ nằm lọt thỏm trong một cái như này thôi đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng là từ cái cánh phía trung tâm đến cánh phía bắc này nó rộng đến như thế nào chưa kể cái vùng New York nữa nếu chúng ta nhìn trên bản đồ chúng ta có thể thấy rằng là từ cái chiến trường New York này ấy, nếu ở uh, chiến trường Torres này nếu xuất phát từ khu vực này tới cái khu vực này của New York thì có lẽ là nó phải đến vài chục km đúng không à. ạ? Đấy, nó vài chục km chứ không phải là không. Như vậy thì một lữ đoàn xuống nó là muối bỏ bể. Còn nếu kéo theo nhiều lữ đoàn thì chắc chắn sẽ hở ở những nơi khác. Ông Zelensky nói rằng ông có 14 lữ đoàn đang không làm gì bởi vì là thành lập xong nhưng không có vũ khí, chờ vũ khí phương Tây. Nếu mà họ trang bị được một trong 14 lữ đoàn này chắc chắn là cuộc tổng phản công sắp tới của Ukraine sẽ đánh bật Ukraine ra khỏi những khu vực quan trọng. Ông nói chắc như đinh đóng cột luôn. Đấy. Có vẻ như là người ta cứ nghĩ rằng là cứ có quân đúng không ạ thì là sẽ đánh thắng được. Thực tế thì chúng ta thấy rằng là cuộc chiến này của người Nga họ đã hình thành thế trận lợi ích địch nhiều rồi. Cho nên là rất khó để mà chỉ có quân không có thể thay đổi được chiến cuộc. Nhất là những người lính mới ra, đúng không ạ? Càng dễ chạy. Nhìn kiểu đánh như của Nga thì tôi hoàn toàn có thể đưa ra một cái kết luận như này quý vị ạ. Tức là Nga đưa ra chiến trường rất ít nhưng mà lực lượng hộ vệ và dự trữ đằng sau cực kỳ khổng lồ đấy là một cái cách đánh của phía nga à, cứ có dấu hiệu mà mòn mỏi các thứ là họ đảo quân nhanh chóng cái lực lượng mới của họ ra ngay và chỉ trong vòng một hai ngày chúng ta đã thấy là họ đã phát động những thế trận mới nếu mà cái trận địa nó có những cái trục chặt điều đấy nó rất là quan trọng bởi vì kể cả lực lượng dự trữ ấy, mà không cho nó cọ sát chiến trường ấy, thì nó cũng rất là phế đúng không ạ cho nên là phía nga đã họ đã làm cái việc này nó rất là tốt ở chỗ là họ cứ liên tục mà gọi là xoắn quân đúng không ạ xào quân gọi là cuộn quân ra cứ ra vào liên tục trong chiến trường cứ một tuần gần như là họ đảo lực lượng của họ một lần hoặc là hai tuần và sau đó thì cử đi những khu vực chiến trường này chiến trường kia dẫn tới là quân của họ rất là sẵn sàng chiến đấu vâng như vậy thì ở cánh này chúng ta có những cái bước tiến của phía nga rất quan trọng ở hướng đây quý vị nhá nó sẽ như thế này đâu đấy đúng không ạ rồi sau đó buổi chiều hôm qua thì Nga đã tiến ra như thế này, còn sáng hôm nay thì để tiếp tục tiến ra như thế này nữa. Đấy, và có khả năng bây giờ họ đang cố gắng để tiến ở cái khu vực trung tâm này. Còn ở tít phía xa xa ở trên 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 uh, cái khu vực này thì phía Nga cũng có những cái mũi tiến thêm ở cái góc đâu đấy ở đây quý vị ạ. Đấy. Đây chúng ta nhìn cái ảnh này. Đây nó có một cái điểm này chính là nơi mà Nga tiến quân lên đúng không ạ? Đấy thì nó đâu đấy nó nằm ở cái góc này. Và góc này thì cũng là một cái mà nó rất phù hợp với việc mà chúng ta đã phân tích ngày hôm qua thôi. Và Nga sẽ tiến từ đây ra đây ra đây để úp sọt vào cái trận địa Ukraine ở cái góc này. Giải quyết toàn bộ cái thung lũng này rồi sau đó họ sẽ có những cái bàn đạp quan trọng để tiến lên qua bờ sông từ nhiều hướng và bao vây đờ giúp ba. Cũng không biết gì nói gì nữa quý vị ạ. Quá nhanh quá nhanh và không thể cưỡng lại được đấy là những gì mà chúng ta có nếu để có hai từ để nhận xét về cái chiến trường này nhưng mà điều đặc biệt là ngày hôm qua tổn thất ở đây nó lại dâng cao đúng không ạ 630 cho thấy rằng là hỏa lực của Ukraine còn đang có thể nói là thống trị toàn bộ cái khu vực này và cái điều đấy thì cũng rất là tất nhiên bởi vì họ đang đánh ở hai cái pháo đài ba cái pháo đài lớn nhất Adipka vùng Donetsk và vùng Horivka là trung tâm còn hướng trên Bakhmut thì cũng là một cái siêu pháo đài ở trên Bakhmut là Soleda đang kẹp vào Sivek cũng ở trận địa đó bên cạnh là hai siêu thành phố Sivedonetsk Lysychansk đúng không ạ chúng ta cứ để ý xem chiến trường trung tâm của Nga bây giờ nó đều nằm ở xung quanh các khu đô thị rất lớn của họ. Điều này nó cực kỳ lợi ích luôn nếu mà chúng ta để ý đặc biệt là những nơi có đường tàu là những nơi mà Ukraine sẽ và phải hết sức đề phòng đúng không ạ với các bước tiến của phía nga chúng ta quay sang khu vực Adipka khi mà từ rất lâu rồi thì cái tổn thất nó đã dâng cao tới mức gần 500 như vậy Đấy. nhưng mà những ngày vừa qua ở đây phải nói là giao tranh ác liệt và uh, đặc biệt là bây giờ cái thành trung tâm Novoselica nó lọt thỏm ở trong cái chiến địa của phía Nga và Nga đang gây sức ép cho cả hướng phía bên dưới nữa cho nên nó đã gây cái tổn thất lớn đúng không ạ ở hướng này chúng ta đang chứng kiến nga tiếp tục tiến quân về hướng Vozhezenka và có vẻ như là đây thì lại thêm vâng nó chỉ còn gần như là nó chạm rồi đúng không ạ nó chạm vào vào cái cung đường đầu tiên của thị trấn rồi đấy thì có thể nói là một cái vết tướng của nga nó rất đặc trưng là cứ chọc sâu vào thôi đấy, thì không biết là ukraine làm ăn kiểu gì mà để cho nga chọc sâu như thế này nhưng mà tuy nhiên thì mũi đấy quan trọng nhưng mà mũi này mới là mũi mang tính chất quyết định, đúng không ạ? Đấy, mũi này họ dí vào Lozovake này. Lozovake là một cái nơi mà gần như nó là cái trung tâm để nó kết nối của cái tuyến Vorizhenka-Timofika tới cái khu vực phía bên dưới. Nếu như mà Nga có thể tiến đánh chiếm cái khu vực này thì không chỉ uy hiếp toàn bộ phía trên, phía dưới đều là những thành quan trọng nhưng mà còn cắt cái đường hậu cần của phía Ukraine từ phía trên còn lại nếu mà họ đánh vào đây thì chắc chắn ukraine mất luôn cả cái đường chính dẫn tít từ hậu phương phía trên đấy. và cắt chia cắt toàn bộ những cái chiến trường phía uh, cánh phía bắc của vùng progres ra không còn tiếp xúc được với khu vực này nữa vâng, các cái đòn tấn công trên chiến trường của nga thường có xu hướng uy hiếp rồi để đấy rồi nếu đánh nhanh thì sẽ chia cắt đúng không ạ cho nên chúng ta cứ thấy ở đâu mà có những cái mũi chia cắt của phía nga thì chúng ta thấy là ukraine đã suy yếu đi rất nhanh Đấy, ở đây cũng như vậy họ tấn công ở đây để chia cắt mặt trận đông uh, trên dưới và toàn bộ cái khu vực ba thành để rơi vào tay họ rất nhanh. Bây giờ mũi công của nga thì cũng đã sát tới Luhovka ở phía dưới thì cả ba thành đều mất rồi. Lúc chúng ta nói về ngày hôm qua cái này chưa đỏ nhưng mà thực ra lúc đấy là cái Zdvin Nipka này đã rơi vào tay nga. Còn uh, làng Vodka phía dưới thì uh, không kịp đổi màu tức là không kịp lên màu cam. Mà chạy từ màu xanh sang màu đỏ luôn Đồng xô kim thì đã mất trước đó một ngày Như vậy là tam giác này mất chỉ trong đúng vòng 24 giờ Trong khi đó thì Nga tiến lên áp sát tới Gọi là yếu huyệt đúng không ạ Huyệt gọi là mệnh môn Còn hướng dưới thì cũng áp sát vào khu vực gọi là bàn đạp Đấy, nở hoa Khu vực trung tâm thì áp sát vào cái thành chính Thành to nhất, quan trọng nhất ở nơi này còn phía dưới thì chiếm cả ba làng rồi cũng đánh về phía Tây và tiến thêm được vài trăm mét nữa là chia cắt cả Progress với lại cụm ba, ba thành này. Và sẽ nhắm tới luôn cả thành Vuốt Chê ở đây. đấy Và đây là cái bờ sông. À, cho nên chúng ta thấy tình huống có thể nói rằng là nó rất là 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 là, là... bế tắc đối với Ukraine. Đúng không ạ? Rất khó để có thể chặn được cái kiểu tiến quân như thế này của phía Nga. Đấy. Còn bây giờ với cả mũi tấn công của họ ở hướng phía phía nam đánh chiếm không những đánh chiếm được Vosko vẫn tiến về phía tây và bây giờ thì uh, cánh quân của nga tiến quân từ hướng phía trên xuống và dưới lên nữa là thành này xong thành này bây giờ thì giống như là Krasnodivka. thực ra nó là cá nằm ở trong 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 chậu rồi đúng không ạ nó đúng một từ ấy, thì đây chính là cá nằm trong chậu có nghĩa là cá của mình rồi, đúng không ạ? Mang về từ chợ về rồi, đấy và chuẩn bị đưa lên thớt mà thôi. Tôi không biết là nga có đánh cái thành này không, nhưng mà tôi cảm giác rằng nếu mà nga không đánh cái thành đấy, ấy, mà họ chỉ có đánh vờn bên vờn xung quanh ấy, thì sẽ khiến cho ukraine còn đau đớn hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là nếu mà nga không đánh thì ukraine sẽ không rút quân, mà thậm chí còn bơm thêm quân vào, bơm thêm quân vào trong cái túi lửa này thì chắc chắn rằng là nó sẽ là một cái, uh, Vâng. một cái gọi là đại kỵ đúng không ạ nhưng mà vì ukraine không nỡ rời các thị trấn làng mạc cho nên là có khả năng họ tiếp tục bơm vào trận đấu ở đây bây giờ sẽ rất là hấp dẫn bởi vì chúng ta sẽ không biết là nga sẽ làm gì tiếp theo đấy chúng ta nhìn vào các vector tấn công của họ ở vùng phía bắc thôi đã thấy liên miên trong chiều ngày hôm qua ba mũi một hai ba đúng không ạ đấy. còn nếu tính cả cái mũi này nữa phía dưới này nữa thì có thể nói là tình huống của ukraine cực kỳ khó khăn và chắc chắn là có khả năng vàng phía nga sẽ đang tìm cách để tấn công ở hướng phía dưới lên nhưng mà họ sẽ tiến về cái khu vực phía tây nhiều hơn tôi cảm giác rằng ở đây quý vị ạ phía nga để cho ukraine đưa thật nhiều quân vào trong novoselica Perche để giữ bằng được ở đây sau đó thì họ sẽ tập trung nguồn lực để họ đánh trước progress Đấy, họ đánh trước cái cụm này xong bởi vì tại sao khi mà họ đánh vào đây ấy, thì họ đã dàn mỏng lực lượng ukraine ra thậm chí chỗ này thì ukraine sẽ phải đưa quân ở phòng thủ ở đây là tất nhiên nhưng mà họ sẽ phải chia quân ra ở đây này chia quân ra ở pháo đài này chia quân ra ở vorizhenka à, vâng ở khu vực này thì xong rồi nhưng mà nó còn cái trận địa ở đây nhưng đặc biệt là ukraine sẽ phải uh, chia rất nhiều quân ra cho cái hướng dưới cho nên là khả năng nga sẽ tập trung chia quân ukraine ra để họ đánh chiếm cái này bởi vì nếu mà đánh chiếm cái này xong thì có thể nói là toàn bộ những thứ mà vừa chia quân nó đều mất luôn nó đều mất luôn và chỉ là vấn đề là nó 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 sớm hay muộn mà thôi cho nên là khó nói trước nhưng mà chúng ta sẽ chứng kiến một cái màn tấn công ngoạn mục của phía nga đúng không ạ là đập thẳng về khu vực progress Đấy. và như vậy là trận địa này đang sụp đổ không phanh còn ở đây thì mất rồi và hai bên đã tiến đến bờ sông nhòm nhau rồi không có gì thay đổi ở đây nữa ở đây thì sáng nay có thêm nỗ lực của nga vượt qua sông không biết là họ có à, vâng mở rộng cái địa điểm bên bờ sông không biết là họ có thể mở rộng được không ở đây thì thường chúng ta không có thông tin về diễn biến thay đổi đáng kể nhưng mà khi có thì thường là nó sẽ có những cái bước uh, khá lớn chẳng hạn như là đùng một cái chúng ta thấy là nga chiếm những cái khu vực này đúng không ạ thì cũng rất có khả năng đùng một phát nữa thì họ sẽ chiếm có nghĩa là cái bản đồ thường có khi người ta cập nhật theo tuần thì biết là đây bây giờ đang giao tranh, giao tranh ác liệt ở đây thì uh, nó có hai yếu tố, một là giao tranh ở đây càng ác liệt thì càng thuận lợi cho phía Nga, bởi vì ác liệt thì điều này có nghĩa rằng Ukraine đang phải bơm quân vào để thủ bằng được cái tuyến bờ sông bên này và thành Neske. để giữ không cho Krasnodivka ở phía dưới sụp và Kalukka sụp cũng như là ngăn chặn quân Nga không cho tiến về khu vực uh, tuyến phòng thủ tiếp theo quan trọng ở bên bờ sông và như vậy là là Ukraine sẽ mất tập trung sẽ tập trung rất lớn ở đây để mà bị dàn mỏng lên những nơi khác và Nga sẽ có cơ hội để tấn công ở hướng phía bắc của Adivka cũng như đặc biệt là ở hướng phía Krasnorivka và Herorivka tôi cảm giác rằng là họ chuẩn bị kích hoạt lại cái mũi tấn công chính ở đây ở đây thì chúng ta cứ để ý là một tuần Nga tấn công một lần và họ cứ đánh là bao giờ họ cũng chiếm được một tí. Đấy. Cái hành động đấy kiểm soát được và đánh chiếm được nó sẽ khiến Ukraine rất mệt mỏi bởi vì là Vâng, đánh xong, xong rồi ngất ng, uh, loại ngừng, dẫn tới họ luôn bị động và lúc nào cũng phải giữ quân để phòng thủ, đúng không ạ? Và chỗ này rất là im, là im vắng như thế này, uh, thì rõ có thể thấy là chúng ta thấy trong những ngày cuối tuần này có thể bụp một phát, họ lại mất đi những cái khoảng rất to ở cái góc này. Còn thực tế thì ở đây nó rất xứng đáng để có một cái chiến dịch quan trọng của Nga tại thời điểm này, đây là từ điểm phía tây Krasnodivka lên phía bắc của con hồ cộng với lại nối liền với lại xuống Bobivka đúng không ạ? đây sẽ là một cái mũi tấn công có thể nói là gần như quan trọng nhất của phía nga trong thời gian tới. thế nhưng mà đến thời điểm này chúng ta cũng chưa thấy họ động binh gì. ở đây thì tính uy hiếp của nó rất cao cho nên là có khả năng nga đang tụ tập một cái nguồn lực nó đủ nguy hiểm để họ có thể đánh bại được Maximyipka hoặc nếu không thì họ sẽ chờ các hướng tấn công khác ở hai sườn này. nhưng dù sao khi uy hiếp vào đây thì phía nga sẽ cho Ukraine một cái gọi là cái án treo lơ lửng đấy là thành cuối cùng của họ trước khi mà pháo đài Kudekov quan trọng nhất ở hướng này có thể bị phía nga áp sát. Krasnodaripka thì chiều hôm qua chúng ta chứng kiến những mũi tấn công liên miên của phía nga ở các hướng đúng không ạ? Nhiều nguồn tiên trái chiều. Thế nhưng mà bây giờ thì có khả năng thì họ đã chiếm hết các cái vị trí của Ukraine ở trong các tòa nhà cao tầng. Đấy, và cái này chúng ta cũng chỉ lặp lại hôm qua thôi. À, vì cơ bản cái thế trận đây nó ngã ngũ, mình chán cũng không muốn nói nhiều nữa. Ukraine mất đi uh, cái khu vực trung tâm cao tầng, đặc biệt là khu vực pháo đài ở đây là hết vẹo, đúng không ạ. Còn lại mỗi một cái cơ hội duy nhất là không biết họ còn giữ được cái bệnh viện lớn ở phía trên Tây Bắc nữa hay không, Đông Bắc không. À, chỗ này là chỗ hy vọng duy nhất thôi, còn nếu chỗ này mà không giữ được nữa thì uh, coi như là cũng lên chậu, đúng không ạ, vào chậu. Vâng và phía dưới không có thông tin gì thêm trong 24 giờ mặc dù giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở Konstantinivka, ở Volodymyrivka ở Petzenipka thì liên quan đến hoạt động chiến thuật rất nhiều quý vị ạ. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái này một tuần nhá thì quý vị có thể nhìn thấy là là nó đỏ lòm như thế này trong thành này này. Đấy thì thành này bản thân nó là một cái trung tâm hậu cần ở cái khu vực này nhưng mà cũng không đến nỗi mà nga lại đánh ác liệt như vậy thì và rất có khả năng đúng không ạ rất có khả năng là nga đang chuẩn bị cho một cái chiến dịch và thực ra thì có thể nói là chắc chắn rồi và chiến dịch đó chính là Vuleda nhưng mà bây giờ thì với những cái kiểu tấn công của phía nga rất khó để có thể lường rất khó kể cả chúng ta là những người trung lập chúng không thể là biết được là nga định bao vây vulada như thế này đấy hay là họ tấn công để mà khép góc từ hai hướng lên Velika và Kurakove rồi tiến thẳng về khu vực này thế này của họ cho phép họ làm điều đó đúng không ạ ừ. hay là họ cắt ngang xuống như thế này đấy hay là từ hai điểm này họ tấn công vào đằng sau này đấy đều có thể xảy ra đều đẹp cả hay là họ tấn công vào các cái hướng gọi là tầm trung trung để mà bao vây Ukraine hay là họ tiến về vodiana rồi mới lại úp sọt về đằng sau lưng vân vân nói chung là rất nhiều cách của phía nga để có thể giải quyết cái trận địa ở trong lòng chảo mà cái cách tuyệt vời nhất là họ có thể chiếm được vu mà không mất mũi tên hòn đạn nào mới là cách hay trong khi đấy thì họ sẽ bao vây nó trong một cái lòng chảo gây sức ép liên miên đồng thời là tiến đánh ở cả cái hướng ngắn hướng chung, hướng ngắn ra đây để bao vây ngắn, hướng chung để bao vây chung và hướng dài để bao vây dài. Thì ba hướng nó đều có cái như vậy. Đấy, chúng ta thấy này. nó đều có như vậy và ba mũi này cứ tiến công về khu vực phía tây bắc thì lập tức là Vuleda nó sẽ tan vào một ngày nào đó mà không cần phải đánh. Đấy lý do đấy cũng rất là thuyết phục bởi vì thực ra Vuleda nó là một nơi mà phía Nga ôm hận rất nhiều hai đời vị tướng đã bị cách chức vì cái này rồi đúng không ạ cho nên là rõ ràng là Nga sẽ tránh cái pháo đài ma ám này để đi khi mà họ có ba con đường vòng họ có thể đi được. Tuy nhiên thời điểm này thì bom đạn của Nga ở thế tay to nó đã khác ngày xưa rồi thì cũng không loại trừ Nga sẽ đánh một phát thẳng từ đây chọc thẳng lên tới khu vực này đấy rồi bắt đầu mới tiến quân ở hai hướng bên sườn cũng không loại trừ đúng nguyện vị có nghĩa là trận địa nào chúng ta cũng thấy rằng là họ có rất nhiều những cái cái cách để triển khai cả cái lá bài nguồn lực của mình đúng không ạ và bên cánh trái không có thông tin gì thêm mà những hoạt động ở bờ sông cũng không có gì đáng kể vẫn là những hoạt động tấn công bằng FAB rồi UAV xuồng siếc chúng ta đến với vài thông tin quan trọng trong à, à, cái không gian chiến thuật ngày hôm nay Uh, trích dẫn một cái lời của một binh sĩ Ukraine uh, khá nổi tiếng Anh ấy đăng trên mạng xã hội Anh ấy nói rằng là Hỡi những người bạn của tôi Tôi cần các bạn để nhanh chóng lan truyền lời của tôi Chúng ta đang có một vấn đề cực kỳ lớn Với lại tiểu đoàn số 206 Chúng tôi đang bị xóa sổ Và có rất nhiều thương vong, chết và bị thương nặng những uh, chiến binh có kỹ năng, uh, kinh nghiệm của chúng tôi đang được đưa vào các lò xay thịt. Các đồng đội của tôi, những người mà không dám lên tiếng thì đã gọi điện cho tôi. Tôi uh, yêu cầu khẩn thiết là các bạn hãy chia sẻ thông tin này. Tiểu đoàn chiến đấu xung kích này của chúng ta uh, đang ở mặt trận chính nóng bỏng nhất ở năm thứ ba liên tiếp rồi và chúng tôi cần các bạn để cứu những người đồng bạn đồng đội này. Tôi sẽ không viết điều này nếu như nó không đến mức độ nguy hiểm như thế này. Đấy, như vậy là những cái thông tin từ phía Ukraine để chúng ta cảm nhận được nó có những cái lữ đoàn như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng không phải là một cái lữ đoàn mà nó là một cái hiện tượng cũng bắt đầu là khá phổ biến rồi. Vâng, tiểu đoàn, xin lỗi quý vị. Ngày hôm qua thì ông Zelensky, ông ấy có cuộc phỏng vấn với lại báo Mỹ và ông ấy, thông điệp của ông ấy thì nó cơ bản như thế này là ông ấy nói rằng tất cả chúng ta đều có thể buộc Nga chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Đấy, tức là ông Zelensky vẫn nghĩ rằng là phương Tây và Ukraine hoặc là cộng đồng thế giới phương Nam vẫn đang ủng hộ Ukraine để mà có thể gây sức em ép buộc Nga kết thúc chiến tranh dường như ông ấy không uh, hiểu được mọi việc nó đang diễn ra những trường tôi không đến bây giờ thì tôi có thể đi tới một cái kết luận uh, là cái khả năng mà ông ấy bị ảo tưởng nó rất cao chứ nó không phải là là thuần túy nói dối bởi vì nói thật ra ấy, người ta không thể nói dối một cách mà nó đổi trắng thay đen như vậy được đúng không ạ kể cả ông joe biden còn không dám nói như vậy còn ông zelensky thì ông ấy nói thì tôi cảm giác ông ấy là một hôn quân có nghĩa là ông không biết điều gì thực tế diễn ra trên những trường mà chỉ có tướng lĩnh nói về rằng là nền kinh tế của Nga sắp sập rồi, đúng không ạ? Đấy, như bây giờ ông ấy nghe thấy là hết năm 2024 này đến năm 2025 thì ở Nga có một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn và Nga sẽ rất khó để trụ được hết năm sau. Rồi là quân của họ mất 90% nguồn lực, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì ý chí chính trị có nghĩa rằng là người Nga rất muốn gọi là à, thoát khỏi cuộc chiến và phương Tây có thể hoặc là phương Ta hay là phương nào đã gây nỗ lực để Nga có thể chấm dứt cuộc chiến. Điều này tôi không ngạc nhiên quý vị ạ. Tôi không hề ngạc nhiên bởi vì tại sao có những cái người ở trên kênh của chúng tôi bình luận cũng như là gửi những câu hỏi cũng như là nhắn tin đều nói rằng là tôi đang nói về một cái gì đấy đang diễn ra ở trên gọi là hành tinh nào đó ngoài hệ mặt trời. Mà thực tế thì quân Nga đang bị giáng những đòn nghiêm trọng, bị tổn thất những cái tập đoàn quân ở khắc cốp lên tới hàng 200.000 người, vân vân, nó rất là dã man và đặc biệt là họ nói rằng là là, là 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 tôi nói dối như thế thì không thấy thế này thế kia đấy tức là khi mà họ nói như vậy thì có nghĩa rằng họ tin vào điều đó chứ nếu họ không nói những câu sau thì tôi lại không nghĩ rằng là họ tin nhưng bởi vì là họ có cái luận điệu nào thôi nhưng khi họ nói về việc là tôi nói dối mà không thấy ngượng mồ mà, mà thì có nghĩa rằng họ đang nghĩ rằng tôi nói dối đúng không ạ và họ tin vào những cái điều mà truyền thông Ukraine và phương Tây nói mà những người đó từ chối để nhìn vào một cái sự thật rằng là nền kinh tế nga sắp sập thế nhưng mà ngân hàng thế giới thì vừa thông báo họ đã đạt ở một trong những quốc gia có mức thu nhập cao nhất thế giới tính theo đầu người và cũng ngân hàng thế giới nói rằng nền kinh tế của nga đã vượt qua nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới theo sức mua ngang giá và lớn nhất ở châu âu họ không tin vào điều đó mặc dù đấy là chính truyền thông phương tây nói mà họ cũng không tin luôn đúng ạ thì như vậy là ý tôi nói là gì có những người Việt Nam của chúng ta độc lập còn nghĩ như vậy thì những người Nhung dân kia làm sao độc lập được đúng ạ chắc chắn xung quanh ông sẽ là một cái bức tường gọi là như theo kiểu ngày xưa hôn quân của các hoạn quan đấy đúng ạ đấy đang nói rằng là đất nước rất là thái bình thịnh trị và quay trở lại cái bài phát biểu của ông ở phần thứ hai ông ấy nói rằng Ukraine sẽ không thua và sẽ không rơi vào trạng thái bế tắc hay ngõ cụt. Chúng tôi đang ở vị trí tốt hơn nhiều về vấn đề nhân lực và nguồn lực so với lại vài tháng trước. Và cuộc tổng phản công của chúng tôi chỉ cần vũ khí trang bị cho các lữ đoàn mà thôi. Bây giờ thì Ukraine đã thành lập thêm 14 lữ đoàn mới nhưng mà chúng tôi không có trang thiết bị để mà trang bị cho 14 lữ đoàn này dẫn tới việc là không thể tung ra được những đợt phản công. Và nếu như mà vũ khí phương Tây đến nhanh thì chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức những đợt phản công lớn để mà đánh bật Nga ra khỏi các vùng quan trọng và đòi lại cái đường biên giới năm 1991 đại loại là như vậy. Và ông nói rằng là phương Tây đã mất quá nhiều thời gian để cung cấp và đây chính là cái bi kịch lớn nhất cho cuộc chiến này. Đồng thời ông tin rằng là Mỹ và Trung Quốc nếu gác lại những cái sự khác biệt thì có thể hành động để chấm dứt chiến tranh. Như vậy thì tôi có thể đi tới một cái điểm nói thật với lại kể cả những người Ukraine rằng là bản thân ông Zelensky đã ngộ nhận, đúng không ạ? Mỹ và Trung Quốc không cần biết khác biệt bao nhiêu. Nhưng nếu nói rằng hai nước đấy là vì khác biệt mà họ là là không thể chấm dứt chiến tranh thì cái điều ngược lại nó mới là đúng có nghĩa là nước đấy hai nước đấy khác biệt hay là là giống nhau thì cơ bản nó có một điều giống nhau đó là họ không muốn kết thúc chiến tranh đúng ạ à. cho nên là ông zelensky ông ấy có lẽ là ông ấy làm hài quá lâu ông ấy không hiểu được vấn đề chính trị và cảm giác như là ông ấy vẫn cho rằng là toàn bộ thế giới phải có trách nhiệm phải có trách nhiệm để mà giúp ukraine kết thúc cuộc chiến đúng ạ à. đấy là một cái mà ngộ nhận bởi vì rõ ràng là tất nhiên về hòa bình thì ai cũng có trách nhiệm thôi, nhưng mà người ta đều lo cho cái lợi ích quốc gia của họ trước đã. Và cái điều đó thì nó không làm một cách vô điều kiện đúng không ạ? Nó có điều kiện mà trong đó có những cái điều kiện là điều kiện có lợi cho người ta. Đấy, còn chúng ta thấy những điều kiện để kết thúc cuộc chiến nó đều bất lợi cho tất cả các bên, cho nên là rõ ràng là không ai muốn thực sự hòa bình, chỉ có mỗi Việt Nam thôi. Để tôi cùng quý vị xem là thực tế ông Genki ông ấy bị ảo tưởng và ngộ nhận là như này này. Ông ấy nói rằng là tôi tự tin 100% rằng nước Nga chả là cái gì. Nếu không có Ukraine thì họ chỉ là con số 0. Nếu không có Ukraine họ chỉ là con số 0. Không có Ukraine, không có Belarus thì Ukraine, nước Nga chỉ là một quốc gia nhỏ bé tầm thường. Bài phát biểu của ông ấy lại tờ Bloomberg ấy, quý vị Như vậy thì không thể người ta nói dối trên tất cả các cái điểm phỏng vấn như vậy được, đúng quý vị. Mà đây thực sự là ông ấy nghĩ thật như vậy. Đấy, và rõ ràng là người đứng đầu nhất nước đất nước uh, Ukraine đang nghĩ về kẻ thù của họ, có thể nói là nó một trời một vực, đúng không ạ? Rồi sau đó ông nói rằng là đại diện của nước Nga có thể đến tham dự vào thượng đỉnh lần thứ hai hòa bình uh, về vấn đề Ukraine trong năm nay, tức là Ukraine đã cho phép nga đến rồi. Và sau đó ông nói lại rằng là liên bang nga sẽ tham gia vào thượng đỉnh lần thứ hai để giải quyết cuộc xung đột ở ukraine Đấy. ông nói chắc như đinh đóng cột luôn rồi ông nói rằng là hội nghị thượng đỉnh lần tới sẽ được tổ chức dựa theo những cái kế hoạch mà theo tầm nhìn của kiev và phần lớn các quốc gia trên thế giới này sẽ đứng về phía uh, ukraine uh, ông zelensky đã chia sẻ như vậy Chúng tôi đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai và đại diện của Liên bang Nga sẽ phải có mặt ở đó. Nhưng ai sẽ có mặt ở đó thì chúng ta cần phải chờ mới biết. Tuy nhiên ông đã loại bỏ việc là Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt ở thượng đỉnh bởi vì uh, lãnh đạo của nước Nga rất sợ hãi khi phải rời quốc gia của ông ấy. Và đến đây thì thôi rồi không còn gì để nói được, ạ trong khi đó thì ở astana là một quốc gia không phải nước nga putin đang có mặt ở đó sau chuyến đi triều tiên việt nam trở về và chắc là ông zenki không biết về hai chuyến đi đấy cho nên ông đã nói rằng là putin rất sợ rời phải quốc gia còn putin thì từng cưỡi máy bay để mà đi xuống vùng hang hùm ổ sói vùng trung đông đúng không ạ và rất là ngạo nghễ còn ông zelensky đúng là ông không biết sợ bởi vì bây giờ nói thật ra ấy, là ông mà gặp mệnh hệ gì thì nói thật là không chỉ người nga mà cả thế giới cũng hoảng hồn luôn cho nên là đi đến đâu thì ông ấy nên công bố là ông sẽ có mặt ở đấy thì cái vùng đất đấy nó sẽ an toàn nhất thế giới tại thời điểm đấy luôn vâng tại astana một đất vùng đất không nằm trong nước nga trong lúc ông zelensky nói tổng thống nga sợ phải đi ra nước ngoài thì tại nơi đó tổng thống nga vladimir putin đã phát biểu ngắn gọn là để ngừng bắn thì Ukraine phải chấp nhận các biện pháp phi quân sự và đó sẽ là những biện pháp không thể đảo chiều và đó sẽ là những biện pháp chỉ duy nhất chấp nhận với Liên bang Nga. Vâng. Đó là kịch bản mà duy nhất chấp nhận được và không thể đảo chiều đối với Liên bang Nga. Có nghĩa là chỉ có điều đó xảy ra và không thể thỏa hiệp. Đấy, ngôn từ nó là như vậy. Vâng, à, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị buổi trưa cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.